mang UTD thắng với siêu phẩm móc bóng của Garnacho. Tiền vệ 19 tuổi Alejandro Garnacho ngã người móc bóng ngược mở tỷ số khi mang UTD thắng chủ nhà Everton 3-0 ở vòng 13 ngoại hạng Anh. Phút thứ 3, hậu vệ Diogo Dalot tạt bóng từ cánh phải sang bên trái cấm địa Everton, hơi sửa lưng Garnacho. Tiền vệ 19 tuổi xoay lại, rồi ngã người móc bóng về góc xa tầm cao khiến thủ môn Jordan Pickford bay người hết cỡ cũng không chạm tới. Sau khi bóng vào lưới, Garnacho nhảy xoay theo điệu mừng quen thuộc của thần tượng Cristiano Ronaldo. Garnacho còn tạo biểu cảm ám chỉ bàn thắng là tuyệt phẩm bằng cách vẫy các ngón tay. Anh là cầu thủ mang UTD trẻ nhất ghi bàn trên sân Goodison Park, vượt qua kỷ lục của Wayne Rooney. Và bàn thắng của Garnacho cũng gợi nhớ tuyệt phẩm của Rooney vào lưới Man City tháng 2 năm 2011, hay cú móc bóng của Ronaldo vào lưới Juventus tháng 4 năm 2018. Garnacho sinh ra ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha, nhưng có mẹ người Argentina nên anh chơi cho đội tuyển này. Anh là sản phẩm của lò đào tạo Getafe và Atletico trước khi gia nhập Man UTD ở tuổi 16. Cú móc bóng đem về bàn đầu tay cho Garnacho ở ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài siêu phẩm của Garnacho, hàng công Man UTD không tạo ra cơ hội nào rõ ràng trong hiệp 1, trong khi Everton phung phí hàng loạt cơ hội. Đáng kể ở phút 32, thủ môn Andre Onana hai lần cứu thua từ pha dứt điểm của Dominic Calvert-Lewin. Trước khi tiền vệ Kobbie Mainoo chùi người phá bóng trên vạch cầu môn từ cú sút của Jack Harrison. Mainoo mới 18 tuổi, lần đầu đá chính ở ngoại hạng Anh, nhưng tỏ ra chững chạc mỗi khi có bóng. Everton chơi quyết liệt, áp sát cường độ cao, ít ngày sau khi bị trừ 10 điểm vì vi phạm luật công bằng tài chính. Khán giả Goodison Park phản đối bằng cách huýt sáo, la ó mỗi khi trọng tài đưa ra quyết định bất lợi với chủ nhà. Đến phút thứ 10, hàng chục nghìn khán giả giơ một bảng hiệu có biểu tượng ngoại hạng Anh và chữ tham nhũng. Khán giả Everton càng thêm phẫn nộ khi đội nhà bị thổi phạt đền ở phút 52. Ban đầu trọng tài John Brook rút thẻ vàng cho Anthony Marshall vì cho rằng tiền đạo này ngã vờ trong cấm địa. Nhưng VAR can thiệp để ông Brook nhận ra rằng hậu vệ Ashley Young đã ngáng chân Marshall, nên ông xóa thẻ vàng và thổi phạt đền cho đội khách. Young đã phải nhận thẻ vàng trước đó, nhưng vẫn cãi lại trọng tài. Tuy nhiên, cầu thủ mang UTD đến can ngăn hậu vệ 38 tuổi để anh tránh nhận thêm thẻ vàng. Giăng chơi cho mang UTD thời 2011-2020 và mới khoác áo Everton từ mùa này. Quả phạt đền đánh gục ý chí chiến đấu của Everton bởi Marcus Rashford không bỏ lỡ thời cơ sút 11m về góc cao bên trái nâng tỷ số lên 2-0. Anh chấm dứt chuỗi gần 3 tháng tịt ngòi ở mang UTD và ban đầu không có ý định mừng bàn. Tuy nhiên, các đồng đội đẩy Rashford về khu vực khán giả nhà, rồi anh hét lên để giải tỏa. Một tiền đạo khác của Man UTD cũng cắt chuỗi tịt ngòi là Marshall với bàn ấn định tỷ số ở phút 75. Nhận đường chọc khe của Bruno Fernandes, tiền đạo Pháp lao xuống đối mặt thủ môn và gãy bóng qua người Pickford vào lưới. Đây là bàn đầu tiên của Marshall sau tròn 3 tháng và Everton tiếp tục là miếng mồi ưa thích nhất bởi đây là trận thứ 9 anh ghi bàn vào lưới đối thủ này. Chiến thắng ở Goodison Park giúp Man UTD trở lại top 6 ngoại hạng Anh, với 6 điểm ít hơn đỉnh bảng của Arsenal. Hiệu số bàn thắng bại của đội trở lại con số không nhờ trận thắng đậm, hơn nữa cả 3 cầu thủ trên hàng công đều giải cơn khát bàn, dù huấn luyện viên Erik ten Hag phải ngồi trên khán đài do bị cấm chỉ đạo. Đây là động lực để họ tìm 3 điểm trên sân của Galatasaray trong lượt áp chót vòng bảng Champions League tối thứ tư 29/11. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.